Đây là câu hỏi hot nhất thời điểm hiện tại về kiếm tiền YouTube năm 2023. Kiếm tiền video ngắn đã được bật có nên kết hợp chung với video dài hay không? Và chắc chắn rồi, ở nội dung video này Duy Bắc Tê sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn những cái câu trả lời xét treo các cái phương diện, những khía cạnh để cho chúng ta có thể cùng trao đổi và phân tích. Cũng như những anh chị các bạn nào chúng ta đã có những cái kênh YouTube kết hợp giữa video ngắn và video dài cùng chung một kênh chúng ta có sự chia sẻ gì hay chúng ta có điều gì mà cần hỏi duy KT hãy bình luận comment dưới video này để duy và tất cả các bạn khác khi xem nội dung video chúng ta có thể cùng uh, trao đổi cũng như chia sẻ cho nhau những cái vấn đề kinh nghiệm đó để giúp cho cộng đồng kiếm tiền trên youtube tại việt nam đạt được cái sự hiệu quả và tốt nhất và vâng xin chào tất cả anh chị các bạn chúng ta đến kênh youtube duy Cate. nếu như anh chị các bạn chúng ta là một người mới biết tới kênh youtube của duy thì đừng quên nhấn đăng ký rung chuông để có thể cập nhật nhiều nhất, nhanh nhất các cái nội dung chia sẻ mới nhất về kiếm tiền trên YouTube của Duy MKT. Và vâng, thế thì để trả lời cái câu hỏi này thì Duy MKT sẽ xét theo các cái khía cạnh để giúp cho anh chị các bạn chúng ta có thể cùng biết, cùng trao đổi và cùng uh, có thể có các cái chiến lược xây dựng các kế hoạch kiếm tiền cho năm 2023. Và trong video này cũng sẽ có những sự lưu ý dành cho anh chị và các bạn. Cái vấn đề đầu tiên đó là xét theo các khía cạnh Khía cạnh đầu tiên Duy KT muốn chia sẻ cho chúng ta Cái câu trả lời đầu tiên đó là Khi anh chị các bạn hỏi câu Muốn kết hợp giữa video ngắn và video dài Cùng chung một kênh kiếm tiền tốt không Được không Thì Duy Cát muốn chia sẻ chúng ta câu trả lời Đó là tùy vào chiến lược của anh chị và các bạn Với cái mục tiêu kiếm tiền chúng ta đề ra ngay từ đầu Tại sao lại tùy vào anh chị và các bạn Và tại sao lại là mục tiêu đề ra kiếm tiền ngay từ đầu bởi vì khi chúng ta đi kiếm tiền, anh chị các bạn có thể thấy là rằng là mỗi người sẽ có một cái định hướng khác nhau. Sẽ có anh chị các bạn chúng ta kiếm tiền từ quảng cáo. Sẽ có người chúng ta kiếm tiền từ kinh doanh Sẽ có người chúng ta kiếm tiền từ bán hàng Từ tiếp thị liên kết Sẽ có người chúng ta kiếm tiền từ đào tạo từ dịch vụ Và sẽ có người kiếm tiền từ tài trợ Tức là rất là nhiều cái mô hình kiếm tiền trên Youtube thế thì khi chúng ta xác định ra là cái mục tiêu chính của chúng ta là gì thì chúng ta sẽ đi theo cái mục tiêu đó thì chúng ta thấy rằng là giữa cái hành vi giữa video ngắn và video dài nó rất khác nhau nếu như anh chị các bạn chúng ta kết hợp vào giữa video ngắn và video dài thì chúng ta có thể nhìn ngay trước mắt đó là lượng sắp tăng lượng view tăng nhưng tiền nó không tăng nếu như chúng ta mà quan trọng cái vấn đề là tiền không tăng thì chắc chắn rồi anh chị các bạn chúng ta không nên kết hợp nó vào Đấy đấy là cái điều mà chúng ta thấy rằng là gì? À một cái điều mà Duy muốn chia sẻ. Cái điều số 2 đó là khi chúng ta đi theo những cái dạng mà hành vi giữa video ngắn và video dài chúng ta kết hợp và kiếm tiền. Nếu như anh chị các bạn chúng ta chỉ kiếm tiền từ quảng cáo, đấy chúng ta chỉ muốn là đăng video nào nên đó là có tiền ngay thì chúng ta cũng có thể kết hợp chung. Nhưng nếu như mà chúng ta mà kiếm tiền thông qua cái hành vi của khách hàng của người xem của người tiêu dùng cũng như họ xem nội dung video của anh chị các bạn để họ quyết định có sự chuyển đổi về mua hàng hay là thuê dịch vụ hay là một cái thứ gì đó để anh chị các bạn có thể kiếm tiền. Thì chúng ta thấy là gì? Giữa các cái dạng hành vi đấy nó đã có khách sự khác nhau rồi thì chúng ta phải biết là khách hàng của chúng ta đang cần cái thứ gì? Họ đang cần các cái nội dung video dài hay họ đang cần các nội dung video ngắn? Không thể nào anh chị các bạn tạo ra một cái chủ đề liên quan về tư vấn mà chúng ta tư vấn chúng ta chỉ có trả lời yết hay đâu có hay không thì thực sự ra nó không hay một tí nào và cái hành vi đó nói chung là nó không mang giá trị thì tất nhiên những cái chủ đề liên có thể tư vấn thì chắc chắn nó sẽ phải dài đâu và là tương tự như vậy một số các cái chủ đề mà người ta đang cần cái vấn đề là trả lời có hay không đúng hay sai mà anh chị các bạn chúng ta lại làm một cái video dài thì chắc chắn nó cũng khác rồi đấy từ đó chúng ta thấy là gì giữa cái điều mà duy vừa nói đó thì hai cái hành vi nó khác nhau thế thì những cái hành vi đấy nó phụ thuộc vào anh chị các bạn đang định hướng cái chủ đề đấy cái hành vi cái khách hàng của chúng ta có cần thứ đó hay không cái hành vi khách hàng của chúng ta có đang có nhu cầu xem những nội dung đó hay không để chúng ta có cái sự kết hợp đấy chứ còn không phải là lúc nào chúng ta cũng kết hợp nó vào cùng chung một kênh nó có thể khiến kênh của anh chị các bạn bị tác dụng ngược và cái tác dụng chúng ta có thể nhìn thấy trước mắt nó chỉ là sắp và view nhưng cái giá trị về tiền nó không có thì coi như kết hợp nó cũng bằng không tất nhiên có một số các cái chủ đề thì các cái dạng video ngắn và video dài nó hỗ trợ cho nhau cái việc kiếm tiền nó có sự gia tăng thì anh chị các bạn chúng ta có các cái nội dung như thế chúng ta có thể chia sẻ ở dưới video này để chúng ta có thể cùng trao đổi còn với cái cá nhân của gpt vừa giải thích cho cái việc là tại sao lại là tùy anh chị và các bạn nó là như thế tiếp theo ở cái khía cạnh cá nhân giữa quan điểm cá nhân của jumkate giữa quan điểm cá nhân của jumkate từ trước tới nay từ thời điểm mà video ngắn xuất hiện trên nền tảng youtube short thì chúng ta có thể thấy rằng là cá nhân duy luôn có tư duy là bóc tách ngay thời điểm hiện tại cá nhân duy vẫn là tư duy bóc tách ngắn ra ngắn và dài ra dài để làm sao chúng ta thấy là gì giữa hai cái hành vi nó khác nhau thì cách tư là chúng ta nên bóc tách nó ra đấy bóc tách nó ra để làm sao đạt cái sự hiệu quả tốt nhất để chúng ta có sự so sánh giữa ngắn và dài thì kiếm tiền nó như thế nào và để có thể nói là bây giờ chúng ta thấy là gì? Video ngắn mới được bật kiếm tiền và chính sách của YouTube mới có sự thay đổi bắt đầu từ cái thời điểm tháng 1 này thôi. Chứ còn để có các cái chỉ số mà kiếm tiền từ video ngắn cũng chưa có. Tức là nếu muốn đã để có thì chắc chắn cũng phải qua cái giai đoạn tháng 2 Xem xem các cái chỉ số giữa video ngắn người ta xuất hiện ra như thế nào Và nó có cái điều gì tốt cho nhà sáng tạo Thì lúc đó mới có cái câu trả lời thuyết phục và giá trị cho anh chị các bạn Nhưng thời điểm hiện tại với quan điểm cá nhân của Duy BKT vẫn là bóc tách Từ trước tới nay nếu như chúng ta xem trên kênh youtube của Duy Từ các đồng phát trực tiếp, từ các video Duy chia sẻ Duy luôn khuyên chúng ta nên bóc tách Đó là quan điểm của Duy KT và vâng đó chính là cái quan điểm bóc tách của Duivcate từ trước tới nay là như vậy dành cho các cái kênh dạng mà bật kiếm tiền kiếm tiền từ quảng cáo cho các cái kênh Duivcate có xây dựng cũng như các kênh của đối tác của bên Duivcate còn đối với lại các cái dạng kênh mà không kiếm tiền từ quảng cáo thì duy thường áp dụng cho các cái đối tác bên duy đó là có thể kết hợp đấy những cái dạng kênh như là xây dựng thương hiệu phát triển kinh doanh bán hàng hay các cái dạng kênh mà chia sẻ các cái dịch vụ hay những cái dạng kênh liên quan về đào tạo hay là tiếp thị liên kết thì chúng ta có thể kết hợp vào cùng một kênh tất nhiên có những cái chủ đề chúng ta cũng nên bóc tách để làm sao phân ra cái tệp người dùng cho nó tốt nhất và hiệu quả nhất và đấy là những cái thứ mà quan điểm từ trước tới nay với cá nhân của gmkt duy, duy hay dùng ngay chính thời điểm hiện tại gmkt vẫn khẳng định rằng là vẫn là tư duy của bóc tách để chúng ta thấy là gì? Giữa hai cái hành vi nó khác nhau. Vì cái vấn đề chúng ta đi kiếm tiền trên uh, uh, online nói chung và YouTube nói riêng, với cái cá nhân của Duy Mkate có một cái câu là từ trước tới nay luột bất thành văn đó chính là là gì? Chúng ta đi kiếm tiền chứ chúng ta không đi kiếm chuyện. Thế thì khi chúng ta đi kiếm tiền thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta cần phải đi vào hành vi, đi vào cái giá trị cho người xem, đi vào cái thứ mà người xem cần. Và cái thứ mà chúng khi mà chúng ta trao được cái giá trị đó thì chúng ta sẽ nhận được những cái điều mà chúng ta muốn nhận còn nếu như mà chúng ta chỉ có nhìn vào cái việc mà đi kiếm chuyện tức là chúng ta đi kiếm những được sắp lượt view chúng ta nhìn thấy rằng là nó nên nên nhiều đó và nó có nhiều người sắp nhiều người view đó nhưng nó không mang lại cái chuyển đổi không mang lại mang lại cái giá trị thì không bao giờ chúng ta kiếm được tiền tốt trên nền tảng youtube và đó cũng chính là cái điều mà chúng ta có thể thấy một cái tư duy khi chúng ta đi kiếm tiền với cái dạng mà xây dựng thương hiệu cá nhân kinh doanh dịch vụ đào tạo thì chúng ta thấy một cái điều là gì chúng ta phải hiểu một cái tư duy rằng là một triệu view thì chưa chắc kiếm được một triệu đô nhưng nếu như một nghìn view mà chúng ta biết cái hành vi biết cái giá trị trao cho cái nhóm đối tượng khán giả của chúng ta thì chúng ta có thể kiếm được một triệu đô đó và đấy chính là cái điều mà gk muốn chia sẻ cho anh chị các bạn chúng ta là như vậy và điều cuối cùng cũng vô cùng quan trọng mà Duy MKT muốn nhấn mạnh cho tất cả anh chị các bạn rằng Kiếm tiền năm 2023 thì chúng ta phải nhớ là chúng ta cần phải thực hiện ngay cái vấn đề mà nhấn vào chấp nhận để xem xét chuyển đổi cái điều khoản mới của YouTube năm 2023. Và chúng ta hãy nhớ rằng là tất cả các cái dạng kênh đang bật kiếm tiền từ cả video dài đến video ngắn đều phải nhấn chấp nhận hết. Và cái thời gian chúng ta nhấn muộn nhất đó là vào ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023. Và đây chính là cái điều mà chúng ta phải hết sức lưu ý. Nếu như anh chị các bạn chúng ta không chấp nhận cái điều khoản này thì chúng ta sẽ bị đá ra khỏi cái chương trình kiếm tiền của trên YouTube. Cho nên tất cả anh chị các bạn khi chúng ta nhận được cái thông báo mà liên quan về cái việc cần làm để có thể nhấn xem xét chấp nhận điều khoản thì chúng ta hãy thực hiện ngay bật các bước đó để cho kênh anh chị các bạn chúng ta có thể phát triển và kiếm tiền bền vững nhất